Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên quận 4 tiếp tục bàn giao nhiều căn nhà tình thương tại tỉnh An Giang và Kiên Giang. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 1 năm 2022, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Minh Phú, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, quý Phật tử Mạnh Thường Quân và thành viên Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên đã tổ chức lễ bàn giao 24 căn nhà tình thương tại hai tỉnh Kiên Giang và An Giang. Theo đó, vào ngày 8 tháng 1, Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên đã tiến hành bàn giao hàng loạt 12 căn nhà mái ấm cho các hộ dân khó khăn tại hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong đó bao gồm 4 căn nhà thuộc chương trình mái ấm Tường Nguyên, số 174, 175, 182, 183 và 8 căn nhà mái ấm thuộc chương trình sen búp xin tặng người do Thượng tọa Thích Pháp Hòa, tu viện Trúc Lâm Tây Thiên Canada cùng quý Phật tử hải ngoại tài trợ. Đồng thời, đoàn cũng đã tặng thêm 15 phần quà cho 15 hộ gia đình khó khăn tại xã An Túc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, bao gồm các vật dụng gia đình, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu do Đại đức Thích Minh Phú và Hội từ thiện Chùa Tường Nguyên tài trợ. Tổng kinh phí cho chương trình bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ dân khó khăn trong ngày 8 tháng 1 là 760.500.000 đồng. Tiếp đó, vào ngày 9 tháng 1, đoàn đã tiếp tục tiến hành bàn giao 12 căn nhà mái ấm cho các hộ bà con khó khăn tại hai huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang. Trong đó bao gồm 4 căn nhà mái ấm Tường Nguyên, số 176, 177, 178, 180 và 8 căn nhà mái ấm sen búp xin tặng người. Thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xin cảm ơn Đại đức Thích Minh Phú, các Mạnh Thường Quân và Phật tử của chùa Tường Nguyên đã cùng đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên huyện An Minh. Không ngại đường xa, tình hình dịch bệnh, đã hỗ trợ cho các hộ. Thì mong muốn thì tiếp tục Đại đức Thích Minh Phú cũng như là các Mạnh Thường Quân sẽ cùng đồng hành với Mặt trận huyện An Minh trong năm 2022. Tại đây, đoàn cũng đã trao tặng 15 phần quà trị giá 10.500.000 đồng cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn hai huyện. Cho tôi được cái mái ấm gia đình là cũng khang trang. Hôm nay tôi thành thật cảm ơn tất cả bà con với là chùa Tường Nguyên. Tính đến thời điểm từ ngày 14 tháng 4 là mình sẽ tiến hành động thổ. Thì cho đến giờ phút này là hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2022 thì tổng cộng là mình bàn giao hơn 50 máy ấm sen búp xin tặng người và 20 máy ấm Tường Nguyên chương trình do Thượng tọa Thích Pháp Hòa tu viện Tây Thiên Trúc Lâm Canada cùng quý Phật tử hải ngoại tài trợ và Đại đức Thích Minh Phú chùa Tường Nguyên Thiền tự quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước tài trợ. Được biết, tính đến nay, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên đã hoàn thành việc bàn giao tổng số 70 nhà tình thương trong năm 2021 của hội với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng. Trong đó có 50 căn nhà sen búp xin tặng người do Thượng tọa Thích Pháp Hòa tài trợ. Mỗi căn nhà trị giá 55 triệu đồng được bàn giao đến những hộ dân khó khăn tại các tỉnh thành miền Tây nhằm góp phần giúp cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được nơi sinh sống làm ăn.